Mình cũng Đúng thương nhau như những người thương nhau. Mình cũng xôn xao khi nắm tay lần đầu. Mình cũng ước ao cho dài thương mến nhau. Mình cũng xa nhau cho em ơi, mai nha. Em đi hái chuối rồi đi rồi đặng ăn cơm. Để em hái cho. Đi hái chuối đi. Hôm nay hai vợ chồng của em đi rửa lá chuối khô á cô chú anh chị. Giờ cũng trưa rồi, em kêu vợ của em đi bẻ mấy trái chuối. Với có một cái bắp chuối, em kêu vợ của em chọc xuống để chấm mắm ăn luôn. Vợ em vừa kêu cái là em tước một tàu lá chuối khô, cái em chạy lên liền cô chú anh chị ơi, vì giờ này cũng chưa rồi, đói bụng rồi. Wow, cái bắp chuối ngon quá em ơi, non và trắng tư à, cái này chấm với mắm là đúng bài luôn. Dạ, hai vợ chồng của em xin mời cô chú anh chị cùng ăn bữa cơm trưa với hai ba mắm chồng thì em có trộn tỏi ớt rồi, em kêu vợ của em dắt thêm miếng chanh nữa cho nó có vị chua chua, chấm rau ăn nó sẽ ngon hơn. Thì cô chú anh chị sao thì em không biết chứ em đi ngủ á, buổi trưa hay ăn với mắm lắm, mắm dễ ăn mà lại buổi trưa ăn ngon nữa. Em xin mời cả nhà cùng ăn cơm với hai chồng em luôn. Bữa trưa nay hai vợ chồng em ra mà rửa mấy cái chuối á cô chú anh chị. Hai vợ chồng của em trồng nhau một ít mắm nè, mắm sạch ăn ngon lắm cô chú anh chị ơi. Ăn cơm trưa thì ăn với chuối chát thì hết sảy luôn. Mời cô chú anh chị cùng ăn với vợ chồng em ạ. Em mời cô chú anh chị cùng ăn cơm với hai chồng em hả? Có chuối ăn trắng không? Sắc chuối vợ em cũng không có sắc luôn cô chú anh chị ơi. Ăn tự nhiên vậy mà ngon. Ăn viên trái bắp chuối thì cũng đợi viên bắp luôn, đập ra là ăn à. Đây bắp chuối. Bắp chuối xiêm. Em ăn đấy. À, em ăn đấy. Cay sẵn. Áo mì ruộng mà ăn cơm với mắm sống chấm rau cũng vị ngon quá anh ơi. Bữa cơm trưa tuy đơn giản nhưng mà vợ chồng em ăn ngon lắm cô chú anh chị ơi. Vài con mắm và một cái bắp chuối và mấy trái chua chát là hai vợ chồng của em đã ăn xong một bữa cơm trưa rất là ngon luôn. Dạ, vậy hai vợ chồng của em mà xin ngưng video tại đây nha cô chú anh chị. Dạ, chúc cô chú anh chị một bữa cơm trưa ăn thật là ngon miệng luôn ạ. Hai vợ chồng em xin chào hết tất cả cô chú anh chị ạ. Dạ, hai chồng xin chào hết tất cả cô chú anh chị ạ.